Hello, hello, xin chào cả nhà. Hôm nay cây bông trăng trắng phía sau nhà em đang nở hoa nè cả nhà. Bông rất là thơm luôn. Hoa. Đây. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với trên kênh YouTube bên em. Đây là bông trăng trắng thơm, rất là thơm luôn nha cả nhà. Cả anh bông này anh đang chỗ bông này thì mới vừa tàn rồi. Ở trên này cũng có một nhánh đang chỗ nè cả nhà. Cưng chưa? Bông này đang có bông, cũng đang nụ. Nắng quá. Cả nhà mua trăng trắng cây con thì inbox em nhé. Bên em có làm cây con rất là thơm, trăng trắng lớn lớn. Cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà.